Nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu học tiếng Anh từ đâu hay học như thế nào, hãy để Hana giúp bạn. Bạn chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại kết nối Internet để có thể học bất cứ nơi nào và thời gian bạn muốn. Hãy inbox ngay cho Hana để được tư vấn về khóa học cũng như lộ trình học phù hợp nhất với bạn nhé. Hãy để Hana đồng hành cùng bạn nào. Hana, tiếng Anh giao tiếp online. Hi everyone, how are you today? Do you do your homework? And do you have any problem that you need me to help? Xin chào các bạn. Các bạn đã làm bài tập của mình chưa nào? Và các bạn có khó khăn gì trong vấn đề làm bài tập của mình mà cần Hana giúp đỡ không? Just email me. Remember, just email me if you have any problem, okay? Nhớ là hãy email cho Hana nếu như các bạn có bất cứ một vấn đề gì. Okay? So, if I can help, so I will help. Nếu mà Hana có thể giúp, Hana sẽ giúp. Ok, thống nhất như thế nhé. Đừng có tự chịu một mình nha. Hãy nói với Hana và Hana sẽ giúp các bạn, được không nào? Ok, và bài học hôm nay của chúng ta sẽ không học giống như những bài học trước nữa. Những bài học trước là các bạn mới bắt đầu làm quen. Thế nên chúng ta học từng âm một, đúng không nào? Còn bây giờ, trong bài học này, hôm nay chúng ta sẽ học hai âm. Chúng ta sẽ học một cặp âm và cặp âm này gồm hai âm. Chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ của chúng ta lên một xíu. Ok, và cặp âm mà hôm nay chúng ta sẽ học đó chính là một cặp âm vô cùng đơn giản. Just like you wanna kiss somebody. Giống như là bạn muốn kiss một ai đó vậy. Đó chính là cặp âm u dài và u ngắn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cặp âm u dài đã nha. Rồi, chúng ta vào cặp âm u dài. U dài rất là đơn giản. Những gì bạn cần làm đó là đưa môi về phía trước. Chu môi về phía trước, làm giống như Hana nào. U. Okay, it's just like you're kissing somebody. Okay, you're preparing to kiss somebody. Giống như là bạn đang chuẩn bị để hôn một ai đó vậy. U. U. Thấy không nào? Môi của bạn tròn này, chu về phía trước. U. Okay, so just say it to me. Nào hãy nói u cùng Hana nào. U. Rất dễ đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài từ có cách phát âm là âm u dài. Từ đầu tiên đó là fool. Các bạn lưu ý từ này hơi khó một xíu. Bởi vì bao giờ một từ nào mà kết thúc bằng âm L thì nó cũng hơi khó đối với lại một số bạn. Âm L, đầu lưỡi chạm chân răng trong hàm trên. Ồ, ồ. Các bạn có nhìn thấy miệng của Hana không nào? Ồ, ok, Hana sẽ kéo to hình ra một xíu để các bạn có thể nhìn thấy miệng của Hana dễ dàng nhé. Đó, ồ, thấy lưỡi của Hana không nào? Lưỡi, đầu lưỡi của Hana chạm chân răng trong hàm trên. Ồ, và chúng ta sẽ đọc từ này đó là fool, fool, fool trước này, xong sau đó là L, fool. Fool. Dễ đúng không nào? Và từ thứ hai đó là choose. Choose. Có vẻ đơn giản hơn rồi. Choose. Choose. Và từ tiếp theo đó là true. True. Bạn thấy không? Sự khác biệt giữa hai âm. Một từ đó là choose. CH. Rất nhẹ. Nhưng từ thứ hai cũng có âm u dài nhưng lại đọc là true, true. Bởi vì đây là âm TR, TR đúng không nào? True. Từ tiếp theo, fool. Giống như từ fool, đúng không nào? Fool, fool. Và từ tiếp theo nữa, whose, whose. Và từ cuối cùng, chew, chew. Nhai. Khác với từ true đúng không? True, to, true, to. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang luyện âm u dài trong câu. Hana sẽ đọc thật chậm và các bạn có thể nghe thật kỹ và repeat after me, ok? Nhắc lại cho Hana nhé. Câu số 1. Do you choose fruit
Juice to. Toàn là âm u dài đúng không nào? Do you choose fruit juice to? Đây là câu hỏi yes no question, tức là câu hỏi với câu trả lời một là có hay là không. Thế nên các bạn sẽ nhấn giọng ở cuối câu nhé. Lại một lần nữa nhé. Do you choose fruit juice to? Faster, nhanh hơn nào. Do you choose fruit juice too? Ok. Và câu số 2. School. School. Will. Với từ này rất nhiều bạn hay đọc là win đúng không nào? Nhưng chúng ta sẽ không đọc là win bởi vì đây là âm L. Đầu lưỡi chạm chân răng trong hàm trên. Thế nên từ của chúng ta sẽ được phát âm như sau. Will. School will soon be through. School will soon be through. Và câu số 3. You must chew your food. You must chew your food. Câu số 4. He proved. Các bạn để ý âm kết thúc nha. Vd. He proved. He knew the truth. Các bạn có thể để ý lưỡi và miệng của Anna không nào? Lại một lần nữa nhé. He proved. He knew the truth. Các bạn thấy từ này này. Đây là từ mà tạo ra sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ. Thông thường trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói là new. Nhưng trong tiếng Anh Mỹ, họ sẽ chuyển những âm U đó sang thành âm U. Và chúng ta sẽ đọc là new. Giống như trong một số từ khác, ví dụ như từ xinh đẹp, chúng ta vẫn thường hay đọc là beautiful. Nhưng người Anh Mỹ sẽ đọc là beautiful. Beautiful. Các bạn có thể đọc bằng cách nào cũng được. Anh cũng được, anh Mỹ cũng được. Miễn sao người nghe có thể hiểu được bạn là được rồi, đúng không nào? Ok, rồi. Và câu số 5. Câu số 5 của chúng ta là the group flew to New York in June. The group flew to New York in June. Ok, rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi sang với âm U ngắn. Chúng ta nói là U ngắn thôi nhưng thực tế nó vẫn là âm U nhưng được đọc rất là ngắn đúng không nào? Các bạn có thể nhìn thấy khẩu hình miệng này. Khẩu hình miệng của âm U ngắn này khác so với lại âm U dài. Mặc dù bản chất của nó cùng là âm U vì chúng ta đều đọc âm U ra đúng không nào? Nhưng khẩu hình miệng của âm U ngắn thì chúng ta mở to khẩu hình miệng hơn một xíu và tròn. Đối với lại âm U dài thì khẩu hình miệng của chúng ta vẫn tròn nhưng thực sự môi của chúng ta sẽ chu hẳn ra về phía trước. Nhưng âm U ngắn thì môi của chúng ta sẽ không chu hẳn về phía trước, chỉ là hơi chu thôi đúng không? U. Các bạn nhìn U dài này. U. Nhưng U ngắn này. U. 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 Đúng nào? Lại nhá. Các bạn có thể để tay ở bụng của mình này, để tay ở bụng của mình này. U. U. Thật là nhanh. Và miệng mở to ra một xíu. U. U. U dài này. U. U. Đó, các bạn thấy được sự khác biệt không nào? Rồi, với âm U ngắn chúng ta có một số từ như sau. Woman. Woman. Thông thường chúng ta vẫn đọc là woman đúng không? Woman là U dài rồi, chúng ta sẽ phải đọc là woman. Woman. Tiếp. Wood. 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 Và fall. Fall. Chúng ta không đọc là phone nhé. Fall. Fall. Từ tiếp theo. Put. Put. Could. Could. Và pull. Pull. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng sang luyện câu nào. Và câu của chúng ta sẽ như sau. Câu thứ nhất. Who took my book? Các bạn thấy không nào? Khi chúng ta nói âm U ngắn như thế này thì miệng của chúng ta sẽ không khép lại.
Ok, cho tới khi chúng ta kết thúc xong toàn bộ từ nha. Các bạn có thể nhìn thấy miệng của Hana không khép lại này. Who took? Who là u dài đúng không nào? Who took my book? Bạn cảm thấy khó khăn quá thì hãy lấy cho mình một chiếc gương và hãy so sánh miệng của các bạn với lại miệng của Hana. Ok, và sẽ xem là liệu miệng của bạn có đóng lại không. Chúng ta không đọc là book book đúng không nào? Thế không nào? Hai môi của chúng ta khép lại là chúng ta phát âm sai rồi. Các bạn sẽ nói là book. Rồi, bây giờ mới ngậm môi lại. Đấy, mí môi lại. Who took my book? Ok. Và tiếp nào. Put the wood away. Put the wood away. Tiếp, câu số 3. He took a look at the crook. He took a look at the crook. Thấy không nào? Môi chỉ toàn mở ra thôi. The woman stood on one foot. The woman stood on one foot. Could you eat 10 sugar cookies? Could you eat 10 sugar cookies? Should a good cook book? Should a good cook look at his cookery book? Lại nhá. Should a good cook look at his cookery book? Ok, rồi hãy luyện đi luyện lại âm u ngắn này được không nào? Và khi các bạn luyện, nhớ là hãy mở môi ra nhá, hơi chu môi về phía trước và môi phải nở ra như hoa, phải tròn lại đúng không nào? Ok, rồi vị âm này hơi khó hơn so với âm u dài một xíu, thế nên là các bạn sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để luyện tập âm u ngắn này nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt âm u ngắn và âm u dài. Cột phía bên này của Hana đó là âm u dài và bên này sẽ là âm u ngắn. Chúng ta cùng phân biệt nào. Từ đầu tiên đó là pool. Các bạn kéo dài ra và kết thúc bằng âm L. Pool. Các bạn thấy không? Môi chu ra phía trước và tròn môi. Khác với lại từ chứa âm u ngắn này. Pull. Các bạn thấy không? Hana không có mí môi lại đúng không nào? Pull. Pool. Pull. Ok. Fool. Fool. Fall. Fall. Ngắn rất ngắn đúng không? Tiếp. Luke. Luke. Đây là một tên riêng. Và look. 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 Các bạn nhớ để ý kỹ miệng của Hana nha. Và cặp tiếp theo. Stood. Stood. Chú ý âm kết thúc. Và stood. Stood là quá khứ của từ stand. Đứng. Stood. Và could. Could. Phân biệt được đấy là âm u nào không nào các bạn? U dài đúng không? Và could. Could. Và tiếp theo đó là would. Would. Và would. Would. Ok, chúng ta cùng đọc lại cả hai cột trên nhá. Và các bạn nhớ là khi mà các bạn luyện tập chậm dần, chậm rồi nhanh dần lên nhá, để cho các cái cơ miệng của mình nó được phá ra. Khi mà chúng ta nói mà chúng ta cứ nói chậm thì dần dần chúng ta sẽ quen với lại cái việc đó. Và mỗi một lần chúng ta nói chúng ta phải nghĩ rất là nhiều. Thế nên hãy đẩy nhanh cái tốc độ nói của mình lên ha. Ban đầu chúng ta luyện tập thì chúng ta cần phải chuẩn chỉnh. Xong sau đó rồi thì chúng ta phải luyện thật là nhanh, luyện thật là nhanh được không nào? Nào. Pull. Pull.
Fool, full. Luke, look. Stood, stood. Cood, could. Wood, would. Ok, rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập nhỏ. Ok. Self 2, page 41. Example. Fool, fool, full. 1. Look, look, Luke. 2. Cook, cook, cook. 3. Fool, full, fool. 4. Pull, pool, pool. 5. Suit, suit, soot. 6. Wooed, wooed, would. 7. Stewed, stood, stood. 8. Could, could, cooed. 9. Wooed, would, would. 10. Hood, hood, hood. Ok, các bạn đã làm xong bài tập chưa nào? Các bạn đã có đáp án của mình chưa? Nếu như các bạn vẫn chưa có đáp án thì hãy play lại audio, play lại và chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nhé. Còn video này, trong bài học lần này, chúng ta sẽ không làm giống như bài học lần trước, là Hana cung cấp sẵn đáp án cho các bạn nữa, cung cấp đáp án cho các bạn ngay nữa, mà chúng ta sẽ để đáp án trong video tiếp theo, trong bài học tới. Vì Hana muốn các bạn là chúng ta sẽ thực sự phải làm bài tập. Khi mà các bạn làm á, thì các bạn phải thực sự nghe đi nghe lại trước khi mà các bạn có đáp án để check, đúng không nào? Bởi vì Anna phát hiện ra là một số bạn là nghe một lần thôi và cảm thấy trời ơi mình không biết đáp án nên là nên rất là khó chịu và phải play ngay đến phần, đến cái đoạn mà có đáp án để các bạn check luôn. Như thế nó sẽ không tốt cho tai của chúng ta và không tốt cho cái khả năng nhận diện âm của chúng ta, đúng không nào? Ok, thế nên bài học hôm nay của chúng ta chỉ có thế thôi. Và buổi sau, bài học hôm sau thì chúng ta sẽ cùng đến với lại bài học mới, cặp âm mới. Và lúc đó thì chúng ta sẽ check đáp án của bài học ngày hôm nay nhé. Ok, rồi. Xin chúc các bạn có thể luyện được hai âm này thật là tốt. Bye bye!